Khách nam mắng nhân viên trả thiếu tiền, chủ cửa hàng xem camera phát hiện sự thật xấu hổ. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại được vào khoảng 17 giờ 09 phút ngày 5 tháng 11 tại một cửa hàng tạp hóa. Nếu xem được đoạn clip này, hẳn vị khách nam với vẻ bề ngoài bảnh bao chạy chiếc xe máy tay ga mới cứng sẽ phải xấu hổ vì mánh khóe xấu xí của mình. Cụ thể, vào thời điểm đó, người đàn ông mặc áo trắng đi tới trước cửa hàng mua đồ rồi được nhận lại tiền thừa từ nữ nhân viên. Trong lúc cô gái không để ý, người đàn ông nhanh tay rút một tờ tiền nhét vào túi quần rồi quay ra phàn nàn cửa hàng trả thiếu. Cô gái đưa tiền trả lại khách có phần hoang mang vì lúc đếm đã đủ. Cô cùng một người nữa loay hoay nhìn xuống đất rồi lại ngó nghiêng mọi ngóc ngách bên đường để xem liệu trong phút giây bất cẩn có làm rơi tiền không. Mãi mà không tìm thấy tung tích của khoản tiền thiếu, một người trong cửa hàng nói vọng ra để check camera xem. Không thể chờ đợi được thêm, người đàn ông áo trắng bằng giọng nói đầy bực tức yêu cầu lấy lại số tiền trên tay nữ nhân viên rồi về, còn khoản tiền thiếu ông không cần nữa. Khách rời đi, hai cô gái vẫn không thể hiểu vì sao số tiền cầm trên tay lúc đầu đã đủ mà khi tới tay khách lại thiếu. Khi xem lại camera an ninh, họ đã phát hiện ra sự thật về mánh khóe đáng xấu hổ của khách nam. Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận từ phía người xem. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.